Happy New Year mọi người nghe. Trời ơi, hello anh Vương nghe. Happy New Year anh Vương. Sao anh Vương vô đây xong hình như không biết anh Vương có đăng ký nhận quà không ta. Rồi rồi rồi, chúng ta chuẩn bị quay nha. Để coi nhạc này có ổn không ta. Nhạc này hình như không được vui lắm ha. Để qua coi. Không, nhạc này càng không vui nữa. Ừ. Không, bây giờ nhạc yêu gì mà yêu gì trời. Ok. Đó. Ok nghe, ok Happy New Year nè, để coi. Nhạc này cho nó sung sung chút, remix đi. Remix nha. Giờ mình vô mình remix sao hồi sôi động chút xíu rồi bắt đầu mình vô mình thằng này không vui nha. À, ok hơn rồi nè. Sao em? biết bài đó anh nghe rồi. Bài nó đâu có vui lắm đâu em. Nó cũng ok. Ông biết. Đúng hoàn cảnh luôn hả? Mang tiền về cho mẹ hả? Chứ không phải là mang tiền về cho em hả? Ok, rồi bây giờ mọi người chúng ta quay số nha, chúng ta bắt đầu quay số nha. Anh Vương ơi. Thôi để, rồi, tức chức là bây giờ mọi người đã điền form hết chưa nè, đã có tên hết chưa nghe. Coi lại ôi rồi. Rồi ai mới điền thêm đây? Ai mới hình như ok có rồi nè. Ok Ken hả? Ken với mình bỏ vô chưa ta? Ken only hả? Ok rồi bỏ Ken vô luôn. Xong rồi nghe như là không còn hết rồi đúng không? Mọi người điền hết rồi nha. Ready chưa? Giờ 2 phút nữa nha. 2 phút nữa mình số nghe. Sẽ trúng thưởng nghe. Rồi anh chị nào chưa điền form đi nha, điền form nha, nhớ đầy đủ nghe. Anh em mới thấy một ai điền xong nữa nè. Các anh chị ơi là các anh chị à, để em coi sơ lại nghe. Phương Linh hả? Ờ à, chưa hình như chưa có nghe. Phương Trần nè. Ok luôn nè. Rồi nha. 1 phút nữa nghe. 1 phút mà chúng ta quay số nha. Ôi thị trường nó cũng lên luôn nè. Đó thị trường bắt đầu lên lại nghe. Thị trường một nghỉ sắp tới nó bay nha. Ok chuẩn bị đẩy giá nè. Không hẳn là bay nữa. Một nghỉ lên khoảng 48.949.000 nha. Bitcoin á trong vòng 1-2 ngày tới thôi. Tạo nó có divergent rồi nè, thì trong khi chờ đợi mà các anh chị mà chúng ta free form update thị trường đầu năm mới nha. Ok, nó có divergent nè, bullish divergent ha. Ok, giá đi xuống mà RSI đi lên nè, đó. Đây, nó tạo thành bộ hình giống như double bottom luôn nha. Thì nếu mà nó đẩy lên như vậy thì ngại gì không vào một lệnh call nè mọi người. Một lệnh long nè mọi người. Ok. Rồi, để em reload lại coi còn ai feel cho. Rồi, ok, thôi. Mọi thứ đều đến lúc rồi. À, 3 giải nha, nhưng mà để coi tình hình sao đã nghe. À, nếu mà thấy vui vui thì tặng thêm giải thôi chứ có gì đâu, đúng không? Ok. Ok bắt đầu vô nghe anh. Rồi bây giờ mẫu bắt đầu quay nha mọi người nha. Bây giờ ba giải. Ủa hello chú Thắng nghe. Ủa ai vẽ đây? Khoan nha, ai vẽ đây từ từ. Để lại là chờ một xíu nè. Để mẫu share lại nha, để mẫu share lại cái ấy nha. Rồi chờ một xíu nha, để mẫu disable cái này cái đã. Rồi. Ok, ready cho mọi người. Chú Thắng, chú có muốn bỏ tên vào luôn không? Để con bỏ tên vào luôn nè. Đó, Thắng Bùi nghe. Rồi, ok, rồi.
Rồi, ok luôn. Quay số trúng thưởng nha bà con. Let's go. Rồi, rồi thăm. Ôi, nè, Bitcoin đẩy một cây kìa, thấy không? Đẩy đi kìa mọi người ơi. Chuẩn bị nha. Ok, 49.000, đó, ui chui, vô lệnh future. Ôi, khoan quay đã, để vô lệnh đã. Từ nha, ui cha, nó đẩy kìa. Ui trời ơi. Khổ quá, anyway. Tiền cho mướn hết rồi. Rồi, vô rồi nha mọi người nha, vô Bitcoin long nha. Ok, chú ơi, cha đầu năm mới, nó cho mình ăn Tết sớm hả? Ok nghe. Nè, target là 49.000 nha. Stop loss nè, stop loss thì mình để là 46.600 nha. Để ngay ở dưới này luôn ha. Risk reward nè. Risk reward của mình reward của mình là 49.000 nha. Risk của mình nó là 46.600. Ok, risk là 2.13. Ratio 2.13, chúng ta risk 1.62 để chúng ta ăn 346 nha. Ok nha. Ok, rồi. Rồi, tạm thời vô lệnh rồi nghe. Để nó tự chạy, để chạy sao chạy nha. Giờ đến khi mình mọi người vào dữ quá hay sao mà. Ok, thắng nữa. Thắng bỏ tin, thắng điền form với thắng. Thắng Nguyễn ơi. Thắng Nguyễn nè, em điền tên như thắng. Trời ơi, cho quay số luôn hả? Bà con em post từ cái form buổi chiều rồi sao mọi người không có ấy. Ok, điền. Ok, đang điền hả? Rồi. Chợt xíu nha, để coi lại coi mọi người đang điền hả? Ok rồi. Bây giờ đợi xíu nữa cho hai thành viên cuối cùng là chúng ta quay số bốc thăm nha. Rồi, một công bố giải lại nha. Mỗi giải á là 100 đô. Ok. Thì nếu mà thấy vui vui nữa thì tặng thêm giải. Ok, được chưa mọi người? 100 đô là giống như bây giờ trong một là Bitcoin, hai là USD Dogecoin nha. Thì anh chị nào refer như cái nào á thì nhớ điền cái form này nha, cái form nãy để một post lại trong ở trong sao chị Trang điền chứ, điền nghe, không chơi kiểu đó nghe, không chơi là chúng mới được điền, mới điền nghe, cái này chơi ăn gian nghe. Ăn gian không chấp nhận được nghe. Rồi một copy lại nè, anh chị nào mà chưa điền nè, đây nha, để điền đây, post lên trên Zoom nè, đó mọi người, đó mọi người đi vô. Ôi ơi, thắng mày đẹp trai, thắng. Đây giới thiệu mọi người luôn, chú cô Mậu nha, chú thắng là thắng Bi, là thắng Bùi nè, là PhD bên ngành Đông Y nha, có tiệm, có hai cái business ở đó, Dallas nha, anh chị nào mà lại rảnh rảnh qua bên đó ghé ngang qua hai tiệm một phút đường nghe mọi người nghe. Thắng quẩy chú thắng ơi. Ok, giáo sư tiến sĩ thắng Bùi. Rồi đốt pháo bông luôn. Ok, đi rồi, Bitcoin đẩy lên, mình đang ăn rồi nha mọi người. Ủa sao nãy giờ chưa thấy đẩy điền thêm vậy, chưa ấy thấy điền thêm nha. Nãy hình như là có ai xin thêm nè, ai đó hỏi thêm nè. Là thắng đúng không? Thắng Nguyễn đúng không? Thắng Nguyễn Đức nè, ok, để bỏ tên vào luôn nha. Thắng Nguyễn Đức nè, đó, rồi, hình như lúc nãy có chị nào với tên là gì, Vivian gì nè. Vivian, ok, chị điền form dùm Mậu luôn nghe. Rồi để Mậu biết nha, một verify là mọi người làm theo thể lệ cuộc thi là chúng ta share hết những gì mà cần share nghe. Rồi ready chứ mọi người. Một lớn lớn xíu rồi cho nó sôi động hơn ha. À chị Trúc điền form đi Trúc ơi. Quay số trúng thưởng đi Trúc ơi. Happy New Year chị Trúc nghe. Trời ơi, chị Trúc là một trong những học viên gương mẫu và xuất sắc. Đây. Really good job, amazing. Rất là tự hào về chị nha chị Trúc nghe.
Good job, amazing nha. Rồi chị Trúc ơi, điện form chưa hay là để em ghi bỏ tên vào đây luôn, bỏ tên vào đây luôn nè, rồi tiếp điện form nha. Trúc Tú, ok. Rồi nghe, thôi bắt đầu quay nè mọi người, giải đầu tiên nha, giải đầu tiên nha. Bây giờ mọi người nè, bây giờ mọi người muốn mỗi giải 100 đô hay là chúng ta chia giải nè, chúng ta chia giải khác nè. Bây giờ làm sao đây mọi người, muốn chia giải làm sao đây, 100 đô hay là làm sao đây? Mỗi giải 100 đô hay là muốn nhất nhì ba hay là làm sao đây mọi người? Ok, với lại mọi người nhớ điền form để em biết địa chỉ ví để em gửi nha. Rồi, Bitcoin đẩy lên đây nè, đó thấy không? Ăn rồi nghe. Ok. Mình đi flow hơi cao rồi đó. Ui đẩy kìa. Ui. Quá dữ mọi người. Ăn rồi nghe, để coi. Vô chưa? Ê, ăn được 14% rồi nha mọi người. Nè, ăn được 14% rồi nghe. Win nó nhảy nhanh vậy. 15 đúng rồi. Chờ một xíu nha. Đâu rồi. Oh shit. Nó nhảy lên nhảy xuống cái dữ dội quá. Ok, thôi tạm thời chúng ta quay lại nha. Rồi vậy là final nha. Thôi bây giờ là chúng ta giải là ba giải do đồng đều mỗi giải 100 đi cho dễ tính ha mọi người nha. Rồi giải đầu tiên nè, ready chưa mọi người, ready say yeah nè mọi người ơi. Is everybody ready? Trời ơi, dễ yếu quá vậy. Chú thắng nhớ unmute nha, thắng nói nhớ unmute á. Yeah thì lớn mọi người ơi, ready chưa? Yeah, ok, đó. New year. Vô, trời ơi, giờ new year giờ. Ready nha, 1, 2, 3, quay, giải đầu tiên. 100 đô đầu tiên. Bitcoin hay là Dogecoin? Vô. Ai đây? Bùi Thị Lan Chi. Rồi. Ok, Bùi Thị Lan Chi nha, để bọn nốt xuống cái nha, chứ bất công hồi bọn quên nữa. Bùi Lan Chi là có điền form rồi nè. Thấy có điền form rồi nha. Ok, để rồi. Chúc mừng của chị, không biết chị Chi có trong đây không ha? Chị Chi có trong đây lên tiếng không, chị Chi ơi? Là như không có, chắc là bận đi ngủ rồi. Ok, giải thứ hai nha, giải 2 cũng là giải 100 đô. Rồi, ready nha. Quay nè mọi người ơi. Let's go. Nhạc lớn xíu nè. Ôi, anh Patrick Lê, anh Phương trúng rồi, Phương đâu rồi, không biết. Ôi ơi. À, để mới kêu không biết anh Phương ở trong này không nè, chắc không lên mà nghe chúng rồi, chắc lên giờ chứ. ok rồi chúng nha. Rồi hai giải nè, giải cuối cùng 100 đô cuối cùng. 100 đô là either là Bitcoin hay Dogecoin nha. Ready, quay số nè mọi người ơi. Vô. Hoàng Thu Thảo Nguyễn, Thảo ơi, bé nó điền 4-5 lần luôn chứ, tội nghiệp bé. Nè, ôi bé nó điền, mà nó điền 4 lần, 4 respawn luôn chứ. Chúc mừng mọi người nghe. Chà, mọi người đông vui quá. Vui quá, rồi ok, vui quá thì tặng thêm 4 giải nha. Nhưng mà mỗi giải 25 đô thôi. Ok, bây giờ bọn sẽ nốt xuống nha. Bây giờ bọn sẽ nốt xuống nè. Ok, chúc mừng các anh chị nè, để bọn nốt xuống nha. Để bọn nốt xuống nha. Chúc mừng bạn sau đây. Chờ xíu nha mọi người, để bọn viết xuống. Đầu tiên á là Bùi Thị Lan Chi nè. Cái hai là Patrick nha.
Rồi, đầu năm mà anh Patrick này chưa gì đã vô trúng thưởng rồi, ghê thiệt. Thảo Mỹ nha, rồi ok. Rồi chưa xong đâu, chưa xong đâu, mình còn 4 giải nữa nha. 4 giải may mắn nha, 4 giải may mắn nha. Mùa giải 25 đô nha, chúng ta vẫn còn cơ hội nha. Rồi tiếp theo, giải may mắn đầu tiên nha. Đem tiền về cho mẹ hả? Ok rồi, muốn đem tiền về cho mẹ thì đem tiền về cho mẹ nè. Muốn thì chiều thôi. Đây. Alo mẹ. Ừ, con đây. Cần mua gì không ạ? Không đâu con. Thôi thôi, không cần phải mua gì đâu. Mẹ biết rồi. Ok. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho nhưng mẹ. Mà cái điều á, mang tiền về cho mẹ nó không có đủ sôi động nha. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Thôi thôi thôi, bây giờ mình thôi mình quay lại mình nhạc cũ chút xíu đi. Ok, rồi giải may mắn đầu tiên nè, giải may mắn đầu tiên là 25 đô nha. 25 đô, 25 một là 25 đô trong Bitcoin hoặc là Dogecoin nè. Rồi, ready chưa mọi người? Giải đầu tiên nha. Quay, let's go. Trúng gì đây, trúng gì đây anh chị nào? Ồ cái này là không tính nữa nha, cái này trúng 100 rồi không tính nữa nghe. Cái này không tính nữa nghe, không tính nha. Chị gì đó. Chị gì đó, Bùi Thị Lan Chi may mắn dữ nha, đầu năm nay là chắc đánh đầu trúng đó quá. Rồi, lại nha, lại nghe. Đó, giải may mắn đầu tiên nè, giải may mắn đầu tiên nha, giải may mắn đầu tiên, let's see. Ai đây? Hoàng Xuân Diệp nha. Chúc mừng Hoàng Xuân Diệp nè, trúng giải may mắn đầu tiên. Rồi. Để bảo rồi mọi người ơi, coi coi nhạc dập thấy không? Mọi người nghe nhạc không? Đó, ok, bắt đầu vô một nốt xuống nha, một nốt xuống nha. 4 giải may mắn nè, chờ một xíu nè. 4 rồi, người đầu tiên là Hoàng Xuân Diệp. Ok, chờ một xíu nghe. Rồi lại coi anh chị là thứ hai là người may mắn nè. Rồi tiếp theo nha, ai là kẻ may mắn nghe. Ôi trời ơi, cái team Houston, cái team Houston, chị Ánh nè, chị Ánh dính. Ôi ôi, trời ơi, team Houston hơi bị dữ dội nghe. Team Houston này, không lẽ tới update Tom bây giờ ta? Không lẽ tới Tom bây giờ ta? Không lẽ tới Tom nha. Ok, rồi, lên. Tom vô nhắn Tom ơi, Tom nhắn vô. Ok, vậy là hai người đúng không? Rồi người giải thứ ba nha. Ba người thứ ba nè, giải thứ ba nè. Ready. Để coi. Trời ơi, chúc mừng chị Trúc nha. Trúc ơi, lên tiếng đi Trúc ơi. Ok. Chị Trúc nè, chị Trúc trúng nha, trúng giải may mắn nha, 25 đô nghe. Trời ơi, coi cái nghe. Ủa chị Trúc, Trúc Tú gì hả? Tú Nguyễn hả? Ok. Rồi, cơ hội cuối cùng cho những anh chị nào mà chưa có được may mắn. Thì bây giờ đây là cơ hội cuối cùng cho giải 25 đô. Dạ không có gì hả chị nha. Congratulations gì nghe. Rồi, anh Phương vô nhận giải anh Phương. Lên tiếng anh Phương ơi. Phương ơi. Ơi lên nhận giải liền á, nghe giải là lên nhận giải liền á. Ok nha, rồi người cuối cùng ai là người may mắn? Ready, last one, let's go. Rồi let's see. Cindy Đặng, chị giao cái group Houston. Trời ơi, oh man.
Chị Giao, trời ơi, chị Giao chú. Congratulations chị Giao nghe. Ôi. Trời ơi, nãy giờ chẳng có đúng. Em không biết vì sao luôn á, thiệt luôn á nha. Oh man, không ngờ bên đó dữ dội thiệt luôn cái bộ. Tiếc quá. Chúc em may mắn lần sau Tâm nhỉ. Chúc em may mắn lần sau nha Tâm ha. Rồi, một lần nữa chúc mừng các anh chị đã nhận giải nha. Em liệt kê lại nha. Chúc mừng những anh chị đã giải những nhận 100 đô mỗi người á, là Bùi Thị Lan Chi, Patrick Lê và Hoàng Thu Thảo Nguyễn. Rồi bốn giải may mắn cho mỗi người là 25 đô là Hoàng Xuân Diệp, Ánh Hồ, Trúc Tú Nguyễn và Cindy Đặng. Ok, congratulations các anh chị. Anh chị nào mà chưa có gửi cho em cái địa chỉ điền form á, điền form theo cái mà như chia sẻ trên Facebook là về giống như Telegram nè, về YouTube với lại như là Facebook fanpage á, thì mình làm ngang để em sẽ verify một lần nữa. Những anh chị nào điền form rồi á thì đã submit những cái tấm hình đó rồi thì không cần phải làm gì hết á, chỉ đợi nhận tiền thôi. Ok, chỉ đợi nhận tiền thôi. Còn những anh chị nào mà chưa làm á thì mình nhớ fill nha, đầy đủ ngang. Không có là không được nhận giải nha. Em double check lại một lần nữa nha. Thì sao anh Phương? Làm gấp đi. Làm gấp rồi nhớ gửi địa chỉ ví qua nữa nghe, chứ không có địa chỉ ví là khỏi nhận nha. Ok, rồi một lần nữa Happy New Year mọi người. Rồi một lần rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã đồng hành với em trong khoảng thời gian qua. Thì group mình thì cũng group Bùi Finance á, thì cũng mới YouTube á, thì cũng mới khoảng 6 tháng đổ lại thôi, nhưng mà nó phát triển rất là ngoài sự mong đợi của mẫu. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giống như là bên Telegram fanpage của Telegram group của mình cũng vậy á, thì ban đầu mà không có expect nó sẽ grow một cách rất là nhanh như vậy, nhưng mà nhờ những sự yêu thương của mọi người và sự tin tưởng của mọi người dành cho Mậu và team thì chúng ta mới có ngày hôm nay giống như bây giờ. Ok, thì bằng cách một những cách là một give back lại đó chính là những cái buổi giống như vậy. Lâu lâu mình sẽ cũng có gọi là giveaway, giống như là mình trao giải thưởng đầu năm may mắn. Cái này số tiền một biết là đối với anh chị đôi khi á là không bao nhiêu tiền hết á, cũng 125 đô thì nó gọi là tiền may mắn để chúng ta bước qua một năm mới với nhiều điều may mắn hơn là năm cũ, rồi chúng ta có cái sự giống như là lucky money để chúng ta chiến thắng thị trường ha mọi người ha. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều nghe. Các anh chị nào muốn lên tiếng nói năng gì không? Yeah, thank you anh Johnny rất là nhiều. Happy New Year mọi người. Rồi một lần nữa. Ok, rồi một lần nữa mọi xin cái permission ha. Cái này bữa nãy giờ là chúng ta đã quay video thì mọi hy vọng mọi xin một cái permission của mọi người là mọi sẽ post cái video chúng ta quay số trúng thưởng này để lên YouTube, thì tại vì nó rất là công khai cho mọi người biết rằng là những gì mọi nói mọi làm đều là sự thật. Thì mọi sẽ rồi sau đó mọi cũng sẽ post một cái khi mọi verify hết tất cả thông tin các anh chị á, địa chỉ ví này kia, khi mọi gửi tiền hoặc send tiền cho các anh chị á, coi như là lucky money đó, thì mọi cũng sẽ take a screenshot lại ha, một chụp hình lại thì cũng sẽ được post lên, và một có gì mà ghép vào cái video này thì chúng ta biết được rằng thì những anh chị là trúng thưởng sẽ nhận được giải thưởng. Ok không ạ? Ok rồi, một lần nữa thôi, đêm đã khuya, trăng cũng đã tàn, đến lúc mọi thứ cũng phải kết thúc ở đây. Thôi tạm biệt mọi người và Happy New Year nha. Cheers everybody. Tiếc quá không có ly rượu, có bình nước thôi nha mọi người. Cheers everybody. Rồi good night mọi người nha.